Rồi, đọc vô cái hình này. Giải thích là cái hình này. Khi đọc vô hình này, chúng ta đầu tiên người ta sẽ chú thích những cái điểm này là cái gì trước. Đây là người ta giải thích cho cái việc cấu trúc first class level này. Cái đòn bẩy số 1. Đòn bẩy số 1 giống như cái cấu trúc hộp sọ của chúng ta hồi nãy. So với rồi đòn bẩy số 1 thì sao? Đòn bẩy số 1 này để duỗi cái cánh tay xuống, đang trạng thái gập và duỗi xuống. Duỗi xuống, ví dụ như là cái bài hồi nãy em lấy cái hình ở đây để ví dụ là cái bài tricep skull crusher, tập tricep, nằm ngửa tập tricep nè. Đó, đây là cái câu để giải thích cho tại sao chúng ta tập bài này chúng ta không có dùng khối lượng tạ nặng được. Đó. Thì nó liên quan tới cái hình này, cái hình trong sách đó. Giống như tưởng tượng có một cái dumbbell cục tạ đặt lên đây, chúng ta đang nằm ngửa. Thì đây là đòn bẩy số 1. Rồi, cái việc chúng ta là duỗi duỗi cái cùi chỏ ra để kích hoạt được cái tricep làm cái nhiệm vụ right mover, chức năng chính của nó co trong cái lúc chúng ta duỗi cái cẳng tay ra. Rồi, ok. Vì sao chúng ta thấy nó nặng? Vì sao chúng ta thấy nó nặng? Thì ở đây điểm O này là điểm điểm tựa hay là pivot nè, điểm xoay nè, fulcrum. Rồi, FM, FM là cơ, sinh lực của cơ. Muscle force, lực của cơ, nên người ta đánh dấu là M, FM, muscle force. Rồi FR là cái kháng lực bên ngoài, cái ngoại lực. Đây là cục dumbbell, đây là cục tạ, tạ đơn đặt vô, hướng ngược lại nè, hướng hướng xuống đây. Rồi, cùng chiều ha, xuống đây. Rồi ở đây, cái moment arm của chúng ta, moment arm tức là khoảng cách giữa điểm tựa đến cái cơ của mình, khoảng cách điểm tựa đến cơ. Thì ở đây ta cho là 5 cm, 5 cm. Rồi còn cái khoảng cách từ cái điểm tựa này cho đến cái nơi đặt cái cục tạ đó là 40 cm. Rồi 40 cm, người ta đánh dấu là MR, 40 cm. Vậy nếu tính theo công thức ra, theo công thức là MR, MM nè, khoảng cách của cơ bắp chúng ta chia cho cái khoảng cách từ điểm tựa đến chỗ sinh lực á là bằng 5 chia 40. À, 5 chia 40 thì nó ra 0.125. 0.125 bé hơn 1. Đó lý do tại sao chúng ta cầm cái cục tạ nhẹ mà chúng ta thấy nặng ở vị trí này. Đó, ok. Vì lúc này chúng ta đang bị mất lợi thế về cánh tay đòn. Nên ở đây người ta gọi là disadvantage nè. Disadvantage common sense. Disadvantage. Đó, giải thích vậy thôi. Ok. Rồi. Advantage với disadvantage nó dựa trên hệ số khi mà chia ra giữa chỗ điểm tựa đến chỗ cơ chúng ta và điểm tựa đến chỗ đặt kháng lực. Nếu như lớn hơn 1 thì là advantage, còn nếu bé hơn 1 là disadvantage. Đó, toàn bộ cái đoạn này giải thích cái chỗ đó thôi. Rồi đến cái moment arm. Moment arm là cánh tay đòn. Nãy giờ chúng ta hay nói cánh tay đòn đó, từ đây cho đến chỗ đặt lực. Người ta có nhiều cách gọi khác nhau. Ví dụ có lúc thì gọi là force arm nè, lúc thì gọi là lever arm, lúc thì gọi là torque arm. Torque arm. Hay còn gọi là moment arm, nó đều là một cả. Nó là cái gì? Nó là cái khoảng cách để sinh ra được cái hoạt động hay là cái lực hay là một cái chuyển động gì đó. Đó là tính là cái khoảng cách để tạo ra chuyển động mà được xác định là từ nơi đặt lực cho đến cái điểm tựa. Rồi. Từ nơi đặt lực đến điểm tựa. Và nó có thể kéo dài vô tận. À, nó có thể kéo dài vô tận hai đầu. Đó, kéo dài ra để tăng được cái khả năng sinh lực của nó. Tăng được khả năng sinh lực của nó là cái moment arm. Nếu như hồi nãy chúng ta trong cái hình hồi nãy, nếu như trong cái hình chúng ta giải thích công thức hồi nãy á, nếu như mà cái cánh tay đòn chúng ta mở rộng thêm á thì chúng ta sẽ có lợi thế về việc đây, ví dụ cái hình này, nếu chúng ta kéo dài cái màu đen này ra càng dài thì chúng ta càng có lợi thế về khoảng cách, nên chúng ta sẽ dùng lực càng nhỏ để chúng ta nâng một cái vật gì đó lên đó, nên người ta mới nói, có cái chữ infinity ở đây, infinitely nè, infinity, infinitely về cái độ dài không giới hạn để tạo cái lợi thế sinh lực. Rồi muscle force là cơ bắp sinh lực.
sinh cơ sinh học, biome, chemical activity, đó, sinh lực của cơ bắp chúng ta. Rồi resistive force ở đây là cái kháng lực, ngoại lực bên ngoài, từ cái nguồn bên ngoài như là trọng lực, lực ma sát hay là quán tính gì đó ở đây. Rồi đây giải thích lại về second class level, tức là cái đòn bẩy số 2. Đòn bẩy số 2 thì lưu ý đòn bẩy số 2 chúng ta luôn có lợi thế về cái cánh tay đòn do cái địa đặt điểm tựa đó, thì toàn bộ cái này ta cũng giải thích như vậy vì chúng ta có lợi thế nè, moment arm longer so với cái chỗ đặt lực á, cái chỗ đặt ngoại lực á, nên chúng ta luôn có được cái mechanical advantage này, luôn có được cái lợi thế về sinh lực do chúng ta có lợi thế về cánh tay đòn, mà điển hình là cái bắp chân nãy, cái bắp chân chúng ta, nên chỉ cần sinh một cái lực nhỏ hơn để nâng được một cái vật, ví dụ đây là body weight chẳng hạn đó. Rồi ngược lại với cái số 2, cái số 3, do chúng ta bị bất lợi về khoảng cách, bất lợi về khoảng cách cái cánh tay đòn, nên chúng ta phải sinh ra lực lớn hơn, dùng cái lực lớn hơn để nâng một cái vật nào đó lên. Tuy nhiên đây là cái cấu trúc đòn bẩy phổ biến nhất và nhiều nhất trên cơ thể của mình. Đó, nhiều nhất và trên cơ thể của mình. Nên chúng ta phải luôn, cơ thể chúng ta phải luôn dùng một cái lực lớn hơn so với một cái ngoại lực để có thể thực hiện chuyển động. Đó. Từ đó nó mới tạo cái nhu cầu để cơ thể của chúng ta nó phát triển, nó mới phát triển được đó, dựa vào cấu trúc nó bất lợi như vậy, nên cơ bắp nó phải phát triển liên tục để nó đối phó với lại cái môi trường bên ngoài. Ở đây là cụ thể là cái resistance training á, cái tập kháng lực á, thì nó mới áp dụng vô tập để phát triển cơ bắp được. Do từ cái bất lợi này nên mới tạo ưu thế về việc phát triển cơ. Rồi còn cái torque này hay còn gọi là moment arm, hay còn gọi là moment xoắn gì đó, dịch ra translate ra nó sẽ ra là moment xoắn, tức là cái góc độ xoay của cái điểm xoay ngay chỗ mà cái biên độ của cái điểm tựa thôi, điểm tựa so với cái level, cái góc đó, cái góc xoay của cái điểm tựa và cái level đó được nhiều hay ít so với cái cánh tay đòn. Rồi còn này là cái công thức hồi nãy trong cái PowerPoint em có show ra. Cuối cùng là gì? Cuối cùng nó là em dựa trên về lực, công thức của nó là lực nhân với khoảng cách của cái bên cơ bắp sẽ cân bằng với lại lực và cái khoảng cách của cái bên ngoại lực. Rồi và tất cả yếu tố trong này nó sẽ tác động đến việc nó bằng hay nó ưu thế hay là nó bất lợi gì đó, advantage hay disadvantage gì đó. Rồi ở đây thì minh họa, vì hầu hết ở đây nhấn mạnh là hầu hết các cái cơ cấu trúc cơ thể chúng ta đều là disadvantage hết, natural, sắp xếp do cái cách sắp xếp của nó, nên nó đều là bất lợi. Vì vậy luôn phải sinh một cái lực lớn hơn để nâng được cái ngoại lực, vậy thôi. Ok, đây là giải thích lại về cái bắp chân hồi nãy. Vì bắp chân vì sao nó nhẹ nhàng hơn, do cấu trúc của đòn bẩy số 2, điểm đặt lực ở đây, điểm tựa ở đây, lực của chúng ta ở đây, khoảng cách của mình ở đây nè, đó, ngắn ngủn. Khoảng cách của cái ngoại lực, cái resistance ở đây, còn khoảng cách của cái cơ chúng ta ở trên này lận, đó, nên cánh tay đòn chúng ta dài hơn, từ đây xuống đây dài hơn, nên chúng ta nâng được cái lực, cảm thấy dễ dàng hơn, nhẹ nhàng hơn, nên cái bắp chân không cần phải quá to cũng có thể nâng được cái cơ thể lên. Rồi đây là phần chú thích để giải thích lại cái hình này ha. Rồi về khoảng cách, còn với cái bài bicep curl đối với cái cơ ngay chỗ cùi chỏ thì sao? Đây là cấu trúc cánh tay đòn đòn bẩy số 3. Thì lúc này chúng ta thấy khoảng cách giữa chỗ sinh cơ
đến điểm tựa ngắn so với cái khoảng cách giữa cái ngoại lực đến điểm tựa nó dài hơn, nên chúng ta phải dùng một cái lực lớn hơn. Ví dụ ở đây cầm cục 10 kg, cầm cục 10 kg mà cái khoảng cách từ đây ví dụ là nó gấp 4 lần thì chúng ta phải sinh một cái lực gấp 4 lần là 40 kg, 40 kg ở đây để nâng lên cái cục 10 kg ở đây, vì khoảng cách này là ví dụ nó gấp 4 lần, ở đây nếu là 10 đây 40 gấp hơn 4 lần chẳng hạn, thì chúng ta phải dùng lực gấp 4 lần để nâng lên. Rồi quay lên trên này giải thích ở đây, hầu hết tất cả các cơ trên cơ thể chúng ta được tổ chức cái cấu trúc mà mechanical advantage này á, nó là ít hơn, bé hơn một, tính theo công thức nó sẽ ra bé hơn một, từ đó hầu hết cấu trúc trên cơ thể chúng ta nó là disadvantage, không có lợi thế về việc sinh lực. Đó là lý do tại sao cơ thể phải cái lực sinh ra từ cơ bắp phải được lớn hơn so với ngoại lực để tác động lên cái vật thể. Đây ví dụ luôn, ở đây người ta không ví dụ là 4 lần mà ta ví dụ là 8 lần, resistance moment arm gấp 8 lần, tức là ngoại lực sẽ cái chiều dài của cái cánh tay đòn ngoại lực gấp 8 lần, thì nó cơ thể chúng ta phải sinh ra một cái lực gấp 8 lần. Rồi vì vậy ở đây người ta nhấn mạnh gì, vì vậy thay vì chúng ta cố gắng nhớ là chỗ nào là cái đòn bẩy nào, chỗ nào là nhớ đòn bẩy nào, thì chúng ta nên hiểu về cái nguyên tắc của đòn bẩy, hiểu về nguyên tắc đòn bẩy, principle of mechanical advantage. Đó thì khi chúng ta đã hiểu học qua nãy giờ về cái nguyên tắc của đòn bẩy rồi, nó chỉ dựa trên cái khoảng cách thôi, nó dựa trên cái khoảng cách xa gần so với điểm tựa, từ đó quyết định được cái lực sinh ra lớn hay nhỏ vậy thôi. Khi chúng ta hiểu được nguyên tắc đó rồi, từ đó chúng ta sẽ áp dụng vào thì nó sẽ dễ hơn so với việc chúng ta cố gắng nhớ tất cả các loại sắp xếp trên cơ thể. Lúc này nó sẽ khó hơn. Đó, chỗ này người ta nói vậy thôi. Rồi. Tuy nhiên, ở trong một số trường hợp thực tế ngoài đời thật á, thì cái việc tác động lực cái đòn bẩy này á, nguyên tắc đòn bẩy này nó sẽ thay đổi, nó thể là thay đổi liên tục, chứ nó không có là sao ta, nó không có luôn ổn định như vậy theo cái lý thuyết, mà nó sẽ luôn thay đổi để nó thích ứng. Mà đây ta ví dụ gì, ở đây ta ví dụ là cái đầu gối với cái cùi chỏ nè, đầu gối với cùi chỏ. Ở đây ta giải thích là tại sao cái vai trò của cái xương bánh chè ở đây làm gì, xương bánh chè làm gì. Khi mà cái gối chúng ta gập hay duỗi á, cái xương bánh chè này sẽ chạy lên chạy xuống, chạy lên chạy xuống để làm gì, để nó giúp cho ổn định được cái khoảng cách giữa cái đòn bẩy với cái trục xoay, giữa cái lever với cái trục xoay. Đây là cái điểm xoay đặt lực ở đây, chỗ này xoay, thì nhờ có cái bánh chè này nó sẽ giúp cho cái khoảng cách này nó giữ ổn định. Nên đó lý do tại sao khi chúng ta ví dụ như squat lên xuống, chúng ta không có thấy nó thay đổi lực quá nhiều, không có thay đổi quá nhiều từ cái cơ của chúng ta khi mà ở điểm phía trên và điểm phía dưới. Tức là mình nhấc cái cục tạ ra nó nặng thì mình squat xuống nó vẫn nặng, chứ không phải là ở trên thì nó nhẹ còn dưới thì nó nặng, kiểu như vậy. Thì nếu như mà mất đi cái xương bánh chè này thì sao, thì cái khoảng cách khi mà ví dụ chúng ta duỗi cái chân ra chẳng hạn, thì lúc này cái khoảng cách giữa cái trục xoay và cái lever này nó sẽ thu ngắn lại, nó làm cho chúng ta sẽ cảm thấy nó nặng hơn. Mà cụ thể á, có một cái cấu trúc trên người chúng ta, đó là cái cùi chỏ nè, nó không có xương bánh chè chỗ này, nên á nên cái nơi mà chúng ta cảm thấy nó gọi là tối ưu được cái khả năng sinh lực nhất á, là cái vị trí mà 90 độ, khúc này nâng lên được rồi thì nó sẽ dễ nè. Còn nếu như mà chúng ta duỗi ra hết mức, chúng ta duỗi ra hết mức thì sao, thì cái khoảng cách từ cái bó cơ, từ cái tendon, cái chỗ điểm nối nè, đến cái trục xoay nè, nó ngắn hơn so với cái việc là chúng ta giữ ở khoảng cách 90 độ. Nên mới giải thích là ở cái điểm thấp nhất thì cái
cái tension ở trên cái cơ không có được tối ưu nhất, vì lúc này cái khả năng sinh lực của nó khó hơn, nên chúng ta cảm thấy nặng hơn rồi đó. Còn khi mà nó nằm ở vị trí 90 độ này thì đây là cái biên độ lớn nhất của cái cơ, cái khoảng cách tối ưu nhất của cái cơ rồi, cái cơ bắp của chúng ta đặt ở đây đó, thì cái khoảng cách này chúng ta thấy dài hơn nè so với lúc chúng ta duỗi cánh tay xuống, hay tương tự là khi chúng ta gập cánh tay lên hết cỡ cũng vậy, thì nó đều là trong suốt quá trình cái biên độ cái ROM của mình á, lên xuống nè, thì cái biên độ này liên tục duỗi dài ra ngắn vào, duỗi dài ra ngắn vào đó, cái khoảng cách này, cái khoảng cách này liên tục thay đổi đó, lý do tùy những vị trí khác nhau mà chúng ta sẽ thấy cánh tay chúng ta cầm cùng một cục tạ nó sẽ cảm thấy nặng hơn ở những vị trí khác nhau. À đó, cầm lên 90 độ nó dễ nè, nhưng mà đưa xuống chậm 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 eccentric chậm xuống nè thì thấy nó càng ngày càng nặng hơn đó, hay là cố gắng đưa càng cao lên như vậy thì cũng sẽ nặng hơn, là do cái biên, cái khoảng cách, cái distance chỗ này nó thay đổi làm cho cái hệ số thay đổi. Còn ở trên này nhờ có cái xương bánh chè nên nó làm hạn chế cái việc thay đổi của hệ số, nên cái cơ bắp chúng ta cũng không thấy nó nặng, thay đổi cái sức nặng nó không thay đổi nhiều đó, ở đây người ta giải thích như vậy rồi. Barbell dumbbell ở đây thông qua tập kháng lực free weight, những cái như là dumbbell, barbell, cái moment arm, cái khoảng cách về cánh tay đòn nó sẽ có thể thay đổi nặng hay nhẹ gì đó tùy thuộc vào cái vật thể mà chúng ta cầm, rồi vị trí chúng ta, cái loại bài tập đó mà nó sẽ làm cho cái biên độ chuyển động nó khó hơn, nặng hơn các thứ. Giống như chúng ta tập ví dụ như sao ta, nếu mà back squat thì nó sẽ dễ, còn nếu mà cầm overhead squat barbell chẳng hạn thì nó sẽ khó, vì cánh tay đòn nó dài hơn nên chúng ta sẽ phải dùng một cái lực lớn hơn để kiểm soát cái khối lượng, cùng một khối lượng đó. À nên bây giờ phải kiểm, nếu để gì kiểm soát được cái loại hạ tạ chẳng hạn đó, sẽ giải thích như vậy, do cái cánh tay đòn nó dài ra, nó do nó dài ra chúng ta bị mất ưu thế về lực. Rồi ở đây người ta túm lại hầu hết các cơ xương của chúng ta được tổ chức theo kiểu bất lợi về sinh lực, mechanical disadvantage, rồi do cái việc sắp xếp của đòn bẩy trong cơ thể, nên nó dẫn đến việc là cơ thể nó bất lợi về việc dùng lực bên trong để kháng lại lực bên ngoài. Rồi trong đó, vì vậy á, trong các hoạt động thể thao hoặc là hoạt động thể chất khác thì cơ bắp cũng như là mô liên kết hay là tendon phải dùng kiểu sinh lực nhiều hơn để có thể tương tác với môi trường bên ngoài hoặc là một cái vật thể bên ngoài nào đó, external object, hoặc là đối với mặt phẳng, mặt đất chẳng hạn vậy. Rồi ok mọi người có gì thắc mắc cái này không, cũng vòng vòng về cái chuyện là khoảng cách và khả năng sinh lực của cơ thể dựa trên khoảng cách. À vậy thôi, đó nói về cái đòn bẩy nó chỉ có xoay quanh cái đó thôi, là khoảng cách của cánh tay đòn và tác động lên lực của chúng ta như thế nào đó, vậy thôi, nên mới nói cái khúc trên hồi nãy nó mới quan trọng. Rồi đi tiếp, từ đó cái việc cấu trúc cơ thể của chúng ta khác nhau, nên có những người ưu thế về power, có những người ưu thế về speed, à là do cái cấu trúc cơ thể của họ khác nhau, cái điểm nối của xương và gân của họ khác nhau, nên có những người họ sinh lực tốt hơn để tập bộ môn sức mạnh, còn có người sinh lực nhanh hơn để tập những bộ môn như cường độ cao, tennis này kia nọ đó, giống như là trời phú cho họ cái khả năng đó kiểu như vậy. Còn cái này bên mặt thể thao thì em không biết là để tối ưu thì họ có chụp hình hay họ có làm cái gì đó được không, để nhìn cấu trúc cơ thể, cái này thì em không biết bạn Nam có học cái đó không ha, giống như là để đánh giá một vận động viên nào đó có tiềm năng gì đó hay không, người ta có cần chụp Có hình. em có kiểu giống như thường thì dễ liên hệ nhất là cái bộ môn thể dục dụng cụ á, là phần lớn anh nhớ không lầm là để một vận động viên nam tối ưu là sẽ chiều cao lý tưởng là 1m67 đến 1m68, còn nó sẽ là tùy theo bộ môn nữa, thì anh chỉ nhớ là thể dục dụng cụ là điển hình nhất á, nếu mà em càng cao thì em sẽ càng bất lợi vì cánh tay đòn nhiều À đúng thì rồi, nó không tại
Em thấy có mấy động tác như là xoay quanh cái xà đơn chẳng hạn, thì lúc này nếu mà cái người càng dài thì cánh tay đòn càng lớn, thì lúc này mình phải dùng cái lực chế kiểm soát sẽ khó hơn so với những người mà vừa vừa ngắn hơn à, kiểu như vậy. Rồi Rồi, trong weightlifting với lại gymnastics thì lại thấy nhất là người lùn và thấp. à, trong weightlifting hoặc những môn như powerlifting á, người người ngắn thì lại lưu ưu thế hơn so với người dài, tại vì họ khoảng cách cánh tay đòn họ bản thân đúng không Đúng rồi, à, à, đúng thì không điển hình là lúc trước Việt Nam có hai vận động viên tuổi tạ weightlifting ở cùng một hạng cân đó là Thạch Kim Tuấn với Trần Lê Quốc Toàn đó, có nghĩa là người ta đang đang lựa chọn một trong hai người đó để đầu tư, thì người ta ưu tiên về Trần Lê Quốc Toàn hơn vì chiều cao lùn hơn, nhưng à. mà so ra về mặt thành tích đó, vì cái độ train power của Trần Lê Quốc Toàn không bằng Thạch Kim Tuấn, À. tại vì Trần nên là người ta mới bỏ Trần Lê Quốc Toàn luôn. À. Với lại đợt đó là có nghiên cứu là như 2 năm hay 3 năm gì đó để đầu tư cho một vận động viên cùng một nội dung đó. Rồi. Ok. Đó thì nó liên quan đến về mặt sâu hơn về mặt thể thao. Đó cũng từ cái cấu trúc cơ thể như vậy, nó sẽ liên quan đến về cái speed và power nãy mình nói đó. À, nói về cơ thể chúng ta, nói về khớp á, thì nó có stability với mobility là ổn định và linh hoạt. Còn nói về khả năng sinh lực của cơ thì nó sẽ xét ở góc độ là sinh lực mạnh và sinh lực nhanh. À, hai cái đó. Và nó sẽ đánh đổi. Nào mà càng mạnh thì nó lại kém mới nhanh. Mà nào càng nhanh thì nó lại kém mạnh. Đó. Không có nào gọi là được cả hai cả. Nên khi biết cái điều này để làm gì, để chúng ta biết được vận động viên của chúng ta nó có ưu thế gì, nó có bất lợi gì, để chúng ta training cho họ tối ưu được cái khả năng ưu thế cũng như hạn chế à, fit lại những cái mà điểm yếu của họ đó vậy thôi. Rồi thì cái cấu trúc gân này, cấu trúc gân này đính vào xương, cấu trúc gân đính vào xương và nó sẽ à đây người ta nói là nếu như cái gân đó, cái gân của mình đó, cái đầu gân nó đính càng xa so với cái trung tâm của cái xương càng xa thì cái người đó sẽ càng có khả năng sinh lực lớn hơn, nâng được cái vật nặng lớn hơn. So với, bởi vì lúc này cái cánh tay đòn họ lớn hơn. À cái chiều dài về cánh tay đòn họ, moment arm của họ lớn hơn. Rồi, nó cụ thể là làm sao? Chút nữa coi hình nó sẽ dễ hơn. Mà quan trọng hơn, ở đây là gì? Ở đây lose maximum. Tuy nhiên sẽ phải đánh đổi bằng việc mất hạn chế lose nè, đánh đổi bằng việc hạn chế cái tốc độ tối đa. À đứa này sinh được được sinh được cái lực lớn hơn nhưng mà nó không có nhanh, à nó không có nhanh bằng cái đứa mà sinh lực kém hơn đó, nên tùy theo bộ môn chẳng hạn nên sẽ chọn cái người nào cho phù hợp. Rồi let's rotate. Bởi vì nếu như mà cái gân của họ gần lại với cái chỗ mà cái cấu trúc trục xoay á, cái điểm tựa fulcrum hay là pivot joint á, thì lúc này nó chỉ cần co nhẹ cái là nó sẽ đã di chuyển được cái biên độ lên rồi đó, thì lúc này nó sẽ cần dùng ít lực hơn để nó thực hiện được cái góc độ xoay nó nhiều hơn, nên cái biên độ họ nhanh hơn, biên độ họ xoay lớn và sao ta ưu thế hơn. Rồi coi hai hình này, coi hai hình này truyền truyền tải lực moment arm through waist. Cái này thì nó giống như cái hồi nãy thôi, tức là ở những góc độ khác nhau chúng ta sẽ cảm thấy được cái lực nặng khác nhau, mặc dù chúng ta cầm cùng một cục tạ nhưng ở vị trí 90 này là lớn nhất nè, còn khi mà ở những cái góc này à duỗi ra duỗi hết xuống thì cái khoảng cách từ cái điểm nối của gân đến cái khớp đến cái trục xoay nó nhỏ lại, hoặc là chúng ta co hết lên như vậy cái góc độ này nhỏ hơn nên dẫn đến cái việc chúng ta phát lực nó không được tối ưu. Dưới. Rồi rồi bên này nói về cái chỗ góc độ nè, hình ở trên á, hình ở trên là khoảng cách từ chỗ elbow joint cái khớp cùi chỏ đến cái điểm nối của xương nó nhỏ, nó ngắn, ngắn hơn ở đây là ngắn hơn so với cái hình phía dưới ha, ngắn hơn so với hình phía dưới. Thì sao? Thì để mở rộng hết biên độ, khi mà duỗi hết biên độ ra, duỗi hết ra
họ có lợi thế về biên độ nè, khi dụ hết ra họ đã, ví dụ ở đây khi cùng một cái kiểu như là tension, cái độ dài cơ khi mà duỗi ra thì họ đã có biên lợi thế về biên độ. Ví dụ duỗi 1 phút như vậy họ đã được đến 22 độ, hoặc là duỗi hết cánh tay xuống họ đã được đến 37 độ. Thì cái biên độ càng lớn, biên độ càng lớn thì dựa vào cái cơ chế của cơ giống như nó đàn hồi, biên độ càng lớn thì khả năng nó quay ngược về nó càng lớn hơn, nó cũng lớn như tương tự như vậy. Thì lúc này cái gọi là cái thoát của nó, cái moment xoắn của nó càng lớn, nên những người này có ưu thế về việc tốc độ, ưu thế về việc tốc độ do cái moment xoắn của họ lớn, moment xoắn họ lớn, khi họ duỗi ra họ được biên độ lớn hơn thì cái việc họ gặp lại cũng sẽ nhanh hơn, nhưng mà họ lại bị bất lợi về việc sinh lực vì cái khoảng cách này nó ngắn. Còn ngược lại, nếu như cái người đó có những cái gân của họ bám xa hơn ở dưới này chẳng hạn, thì ở đây do cái lợi thế về mặt khoảng cách từ cái chỗ sinh lực cho đến cái điểm tựa nó lớn hơn thằng trên kia, nên họ có lợi thế về việc sinh lực hơn, họ kéo được cái lực lớn hơn. Vì vậy, Một con nhé. tuy nhiên cái biên độ họ mở ra lại được ngắn hơn, biên độ họ mở ra lại ngắn hơn, thì cái moment xoắn của họ nhỏ hơn so với cái người ở trên, nên họ nếu mà ưu thế về power họ sẽ bị bất lợi về mặt speed, về mặt tốc độ. Còn người trên ưu thế về speed thì lại có lợi thế về ưu thế về speed thì lại bất lợi về mặt sinh lực, nên không có phát lực lớn được. Rồi ở đây gì, ở đây người ta cũng giải thích lại cái hình 28.8a và 28b như vậy. Khi mà cái chỗ khớp được mở ra, cơ bắp co ngắn lại, thì cái trục xoay này đạt được đến 37 độ. Tuy nhiên sao, nếu như cơ bắp của họ được đính xa hơn ở so với cái trục khớp cùi chỏ theo cái hình 28B là hình dưới, thì cùng với một cái lực tương tự, ở đây là điều kiện lực tương tự ha, thì họ chỉ mở được 34 độ thôi, 34 độ thôi. Nên cái joint rotation đây nè, cái khả năng xoay của cái khớp của họ ít hơn, mà khả năng xoay của khớp ít hơn nên cái khả năng dynamic sinh lực, rồi không không biết gọi là gì, dynamic thì chúng ta đã hiểu, đọc dynamic là chúng ta hình dung được cái gì, nhưng không biết dịch ra là như thế nào. Dynamic khả năng sinh lực bộc phát chẳng hạn của họ, của cái người mà 34 độ này nó ít hơn so với cái người 37 độ, khả năng dynamic của họ kém hơn. Rồi vì vậy nó sẽ liên quan đến vận tốc và sức mạnh, mass contract. Vì vậy để first. Nếu như để đối với cái hình phía dưới, nếu như cái người dưới do họ mất họ bị bất lợi về cái khả năng tốc độ, sao ta, do cấu trúc của họ chứ, do cấu trúc của họ thì do nó cái gân nó đính xa hơn cái trục của chỏ nè, nên nó phải thực hiện phải 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 dùng một cái lực lớn hơn so với cái hình bên trên để tạo ra cái tốc độ lớn hơn đó. Tức lúc này phải kích hoạt kiểu thần kinh cơ nhiều hơn để tạo ra lực lớn hơn mới đạt được cái tốc độ bằng với cái hình người bên trên. Ví dụ như mình có vận động viên như vậy thì mình phải sẽ tùy theo bộ môn, ví dụ họ cần phải nhanh hơn thì thay vì cho họ tập kháng lực nhiều và sức mạnh thì lúc này tập trung họ về speed nhiều hơn chẳng hạn. Rồi thì ở đây liên quan đến đến cái lực và force và velocity relationship. Rồi bên này mình có một cái slide về cái này đây đó, cái thằng nào á mà lực càng lớn á thì tốc độ càng chậm, còn và ngược lại thằng nào tốc độ nó càng lớn thì cái lực nó càng chậm, và đặc trưng cho các môn thể thao luôn đó. Dựa trên ví dụ cấu trúc cơ thể mà lựa chọn cái người đó chơi môn thể thao nào sẽ tối ưu được cái hiệu quả tốt nhất chẳng hạn.
Tuy nhiên thì theo mình nghĩ do cấu trúc của mọi người khác nhau nên để mình biết được cái này rồi thì chúng ta có thể tìm cách để khắc phục cái điểm yếu và nâng cao cái điểm mạnh lên cũng được. Đó. À, ví dụ như cái lực tối đa đây. Cái lực mà tối đa là những cái bộ môn như powerlift, squat, deadlift các thứ nè. Rồi powerlift. Rồi đây nếu mà người ta phân là maximal strength. Không có cần quá nhanh. Kích hoạt cơ chậm, mọi thứ chậm hết. Nhưng mà sinh lực lớn. Đây, powerlifting. Còn ví dụ vừa có sức mạnh tốc độ nhưng mà sức mạnh đây sẽ không bằng cái hàng sức mạnh trên kia. Nhưng mà vừa sức mạnh tốc độ là weightlifting. Weightlifting những cái như là clean jerk snatch chẳng hạn hoặc là split push nè, đây là split đó. Đây là cái máy split chuột cỏ. Rồi. Còn ví dụ như speed strength ở đây là bắt đầu ưu thế dần qua cái hàng split nè. Đây là kiểu 50-50 như là chạy trượt cũng đẩy trượt cỏ hoặc là jump squat những động tác một phát nhưng mà khối lượng không quá lớn đặt lên cơ thể thì lúc này cơ thể nó sẽ đáp ứng theo kiểu 50-50 vừa có lực vừa có tốc độ. Còn đây là những bộ môn khác ví dụ như cái chuyên về tốc độ không á, là sprint chạy nước rút thuần về sức mạnh mà về mặt tốc độ nhiều đó. Cái nào rồi tóm lại do cấu trúc cơ thể có những người ưu thế về mặt sinh lực, có những người ưu thế về mặt vận tốc, tăng tốc độ. Thì biết cái này để được cái gì, để được cái việc là ai cũng có lợi thế và ưu điểm và khuyết điểm và yếu điểm hết. Nên biết cái đó xong mình khắc phục cái khuyết điểm mình, yếu điểm mình và mình cải thiện, tăng thêm cái phần ưu điểm. Vì bản thân cơ thể người nó như vậy rồi. Mình không có thể và sao ta không có thể thay đổi về cái cấu trúc cơ thể mà mình chỉ có thể cố gắng cải thiện những cái điểm yếu của mình để tốt hơn hoặc là mình lựa chọn những bộ môn nào đó nó phù hợp và nếu mà thi đấu thường này vì sẽ train cho vận động viên vì là thi đấu nên sẽ lựa chọn được bộ môn nó phù hợp với mình để mình tối ưu được cái thành tích của mình tốt nhất có thể. Rồi thì ở đây người ta chốt cái bài lại là gì, chốt cái đoạn này là gì, vì cấu trúc cơ thể của chúng ta mỗi người khác nhau nè, individual different nên dẫn đến cái việc là cũng khác nhau về cái việc advantage hay là disadvantage luôn. Mặc dù cái mình không thay đổi được cái cơ thể của mình nhưng mà mình hiểu được nó mình áp dụng vào bộ môn đó, áp dụng vào bộ môn ví dụ như biết cấu trúc mình lợi thế cho powerlifting thì bây giờ chơi powerlifting, còn ví dụ lợi thế về những môn tốc độ thì đừng chơi powerlifting, nếu mà thi đấu chơi cho vui thì ok nhưng mà thi đấu cấp trình độ cao thì thôi không chơi, chuyển qua chơi mấy môn ưu thế nếu mà muốn có thành tích chẳng hạn, chơi những môn như là tốc độ về tennis hay là đá banh hay là bóng rổ gì đó, những cái môn về lợi thế về tốc độ của mình đó hoặc là chiều cao mọi thứ đó, rất nhiều thứ liên quan. Rồi hôm nay chắc như đây thôi, nhiều hôm nay là tóm lại nội dung hôm nay quan trọng nhất hiểu được cấu trúc cái nguyên lý hoạt động của các loại đòn bẩy, rồi các loại đòn bẩy đó 1, 2, 3 trong cơ thể mình mà phổ biến nhất trong cơ thể là đòn bẩy số 3, từ đó giải thích cho cái việc là chúng ta cơ thể chúng ta không có được lợi thế khi mà tác động đến môi trường bên ngoài nhưng mà nhờ cái việc đó chúng ta mới dùng cái ngoại lực, chỉ cần một lực nhẹ nhỏ chúng ta đã kích thích được cơ bắp chúng ta phát triển đó, mình ứng dụng vào để mình tập resistance training. Rồi bên cạnh đó cái biên độ khác nhau cũng sẽ tạo ra những cái lực về ưu thế sinh lực của đòn bẩy đó khác nhau. Rồi từ cái biên độ đó nói lên cái việc cấu trúc mỗi người khác nhau cũng sẽ có những cái ưu điểm về mặt sinh lực hay là ưu điểm về mặt tốc độ khác nhau luôn. Rồi đó là tóm hết của bài hôm nay, nó là nhiêu đó thôi buổi hôm nay chứ mà bài hôm nay ok mọi người có thắc mắc gì không, hello Ồ. ok em không. ok rồi hôm nay như đây thôi rồi ngủ trưa ngon rồi đó. Ok, bye bye. Bye mọi người. Bye bye.
anh, cảm ơn anh nha. Bye bye. Bye mọi người. See you. Bye bye. See you. Code Fab. Thank you.